Xin chào các bác nhé. Hôm nay hàng của bên shop về những mặt hàng sau ạ. Đây, có ở đây là ớt sừng trâu, cả hai mũi tên đỏ của Thái Lan này, sút nâu vàng hàng của Thái Lan, ớt đùi gà hàng Thái Lan hàng 3 chữ A, cải tết tím hàng đóng gói, cải tết xanh hàng đóng gói, cầu vồng hàng đóng gói, hành tây hàng Đài Loan, bắp cải mini F1 hàng đóng gói, dưa hấu mini hàng Đài Loan, nước hương hàng Thái Lan, cà pháo trắng hàng Thái Lan, yến hồi tròn hàng Đài Loan, cải hoa hồng hàng Đài Loan, dưa chuột kiếm gai hàng Đài Loan, ngô tím hàng Thái Lan, dưa pepino hàng của Đài Loan, hoa bắp cải hàng Đài Loan, hoa đồng tiền hàng Đài Loan, ớt chuông hàng Thái Lan, măng tây xanh hàng Thái Lan. Đó thì hôm nay bên shop về những mặt hàng như vậy các bác nhé. Rất nhiều các mặt hàng rau củ quả hoa bên shop đều có hết, mà hàng nhập khẩu các bác nhé. Hàng nhập khẩu các nước luôn, chủ yếu là hàng Đài Loan và hàng Thái Lan, Nhật cũng có mà Mỹ cũng có nữa, nhưng mà chủ yếu những hàng đó thì bên shop sẽ là order.